đẹp ơi là đẹp, chất ơi là chất, mà rẻ hơn cả Morning số sàn là có thật. Các bác nhìn xem, các bác nhìn đây, mình biết xe gì chưa? Một con xe mà lúc mới của nó tiền tỷ, là tiền tỷ các bác nhá. Và đến bây giờ thì chiếc xe này vẫn còn cực kỳ đẹp, mà giá tiền thì các bác thấy đã xuống rất rẻ rồi. Các bác nhìn xem, từ bên trong đến bên ngoài vẫn còn khá là long lanh, đúng không ạ? Lốp dày, na răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS này, thân vỏ cứng dày chắc chắn, đi dòng này rất sướng đầm các bác nhá, rất sướng và rất là đầm luôn. Đồ đạc phụ tùng thì nhiều, thay thế đồ rất rẻ các bác nhá. Đấy, sang trọng đẳng cấp, xe vẫn còn khá mới và tiền đến bây giờ đã rẻ lắm rồi. Đấy, rẻ hết cỡ rồi các bác ơi. Đây là phần nội thất bên trong này các bác này. Nội ngoại thất của chiếc xe này, hình dáng chiếc xe này, thiết kế đến bây giờ vẫn chưa bị mất mốt, chưa bị nổi dáng đúng không ạ? Các bác nhìn xem phần tắp nô đây nhá. Phần tắp nô của chiếc xe các bác nhìn này. Thứ nhất là các bác nhìn cho em về cái độ mới. Đấy, các bác nhìn xem này. Đấy, rất mới luôn. Và thứ hai các bác nhìn cho em cái độ mà người ta thiết kế cái form của cái tắp nô các bác nhìn này, cũng không bị xuống cấp đúng không ạ? Tuy rằng là chiếc xe này cũng đã qua sử dụng các bác nhá. Nhiều con đời cao em thấy thiết kế cũng chưa đẹp bằng con này luôn. Đấy, nhiều khi không đẹp bằng. Và đây là hệ thống điều hòa auto của chiếc xe. Các bác nhìn xem tất cả những nút bấm, nút vặn của chiếc xe vẫn còn mới tinh đúng không ạ? Vẫn còn mới tinh luôn này. Đấy, có mình màn hình Android cỡ lớn loại to đây rồi nhá. Đấy, có cả cam hành trình đây rồi nhá. Đấy, hoa nước hoa đây, gương chống chói đây, đăng kiểm tháng 7 năm 23 các bác nhá. Có khóa khiển đây. Đấy, và đây là vô lăng của xe, các bác nhìn xem logo thương hiệu Hyundai đúng không ạ? Chiếc xe này mang Santa Fe nhá, mang tên là Santa Fe. Vâng. Có túi khí an toàn này, có những nút bấm cho mình đây. Bấm này là để điều chỉnh âm thanh các bác nhá. Đấy. Và có nút để cho mình gài cầu đây. Đấy, có sạc đây. Cổng điện ra 12V đây. Và đây chính là cái cần số của chiếc xe, cần số tự động zig zag các bác nhá. Chỗ này để đồ thoải mái luôn này. Cốp rất to. Cốp hai chế độ luôn đấy ạ. Hai chế độ luôn các bác nhá. Máy con xe này vẫn còn zin luôn, bởi vì con xe chạy vẫn thực sự là rất là ít, chạy không nhiều các bác nhá. Máy số zin và keo chỉ của xe cũng vẫn còn zin. Sơn xi của xe thì nó như kiểu là một chiếc xe vừa mới lại đập hộp ra đấy ạ. Riêng về nước sơn các bác nhìn xem này, nước sơn của nó rất sáng bóng đúng không ạ? Lốp dày, na răng đúc đẹp, đăng kiểm ra, kính bọc dán xung quanh rồi. Xe mua về sẵn dùng, sẵn đi, không cần phải sửa sang hay làm một thứ gì nữa các bác nhá. Một chiếc xe mà bên em đã tuyển chọn rất kỹ, rất là kỹ lưỡng trước khi mang nó, nhập nó về, xuống tiền, bỏ tiền ra để mang nó về tại siêu thị ô tô Hải Dương các bác nhá. Cặp đèn pha xịn, vẫn còn nét căng, vẫn còn mới tinh. Đấy, các bác nhìn xem vẫn còn mới tinh luôn, trong vắt đúng không ạ? Có bi cầu nằm bên trong đây rồi các bác nhá. Đấy, mặt nạ ga lăng đây. Đấy, vâng, logo đây. Đấy, biển con này thì em đang tháo ra, bác nào muốn để nguyên biển thì mình làm công chứng đi. Bác nào mà muốn sang tên đổi biển để về chính chủ mình thì tháo biển ra để rút hồ sơ. Rút hồ sơ xong rồi là các bác mình có thể nhập biển thôi nhá. Nhập biển, nhập đăng ký tự làm được, rất đơn giản và nhanh gọn thôi. Vâng. Và đây các bác nhìn xem nhá, đèn này, đèn rất mới luôn này. Đấy, quả bi cầu này đi ban đêm thì nói chung là không chê được luôn. Chê được luôn rồi. Đấy, lốp dày đây. Các bác mua chiếc này lợi được cái dàn lốp rồi. Santa Fe với cái màu vàng cát này rất đẹp đúng không ạ? Nhìn nó rất là sáng và nó sang, nhìn nó sang trọng. Con này của em sản xuất năm 2008, số tự động, máy xăng 2.6 các bác nhá. Đấy, bây giờ xăng là đang rẻ hơn dầu rồi đúng không ạ? Và máy xăng thì đi nó sẽ là nó sự êm ái hơn so với máy dầu đúng không ạ? Đấy, tùy thôi. Các bác mình thích máy dầu thì bên em cũng có máy dầu. Các bác thích máy xăng thì bên em cũng có máy xăng. Máy xăng bên em có mấy con, máy dầu cũng có mấy con, đời từ 2007, 2008 và 2009 các bác nhá. Màu ghi và màu vàng cát. Đấy các bác nhá. Các bác quan tâm đến dòng xe Santa Fe này, các bác qua siêu thị ô tô Hải Dương, địa chỉ 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, phố Hải Dương để xem xe các bác nhá. Tiếp đọc số điện thoại cho mình. Vâng. Và đây các bác ơi, các bác nhìn xem, keo chỉ của nó không mất một phân nào nhá các bác nhá. Keo chỉ của nó vẫn còn nguyên zin như này này. Đấy, cánh cửa nó vẫn còn chỉ nguyên thế này hết này các bác này. Và những con ốc, những con vít, những con bù lông đây vẫn còn đen xì, đen kít kít luôn các bác nhìn này. Gioăng cửa xe là gioăng xịn, nó không bị rách đây. Đấy. Gioăng cửa đây các bác nhìn xem, gioăng cửa xe nó rất là đẹp luôn này. Đây, đây là loa nhá. Loa đây, đồ nhựa của xe nó còn rất mới luôn này. Đồ nhựa, đồ da của nó còn rất mới luôn các bác nhìn này. Em đang quay gần chi tiết cho toàn thể các bác mình
ở bất cứ mọi miền Tổ quốc cùng đón xem nhé. Công tắc dung kính điều chỉnh điện nằm ở đây, chốt cửa trung tâm nằm ở đây các bác nhá. Con bu lông này vẫn còn chấm sơn màu đỏ và cái thanh giảm giảm chấn này các bác nhìn xem nó vẫn còn nguyên đẹp, đúng không ạ? Vẫn còn nguyên đẹp luôn này các bác nhìn xem. Đây, vách cửa đây các bác nhá. Đây các bác nhìn xem móc khóa này. Đây, các bác nhìn xem này, tem này vẫn nguyên này, tem Hàn Quốc. Con xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ đất nước Hàn Quốc về Việt Nam các bác nhá, chứ không phải là xe lắp ráp. Đấy. Và là nhập khẩu nguyên con nội địa Hàn Quốc luôn đấy ạ. Đấy các bác nhìn xem, răng nó đẹp chưa? Răng đẹp chưa này? Cửa gió điều hòa đây, có trang bị là rất nhiều cửa gió điều hòa nhá. Ở khu vực này gọi là một vùng này nó có là 4 cửa gió các bác nhá. Còn vùng là ở phía sau nữa. Đấy vô lăng gật gù đây này. Lái rất là chuẩn luôn rồi. Đấy táp lô xe như mới luôn các bác ạ. Đời 2008 nhưng mà kiếm được con xe mà nó còn mới, nó còn cứng đẹp như con này thì không có nhiều đâu, thực sự là rất ít trên thị trường luôn đấy ạ. Thực sự rất là ít trên thị trường, các bác nhìn xem đồ nhựa nó còn như mới luôn thì các bác nhìn này. Đấy, ghế da đây, ghế da không rách nhá. Trần của xe thì nó là trần lý nhá. Cũng là như mới luôn các bác nhìn xem này. Đấy. Quá đã luôn, quá tuyệt vời cho một chiếc xe với số tiền các bác bỏ ra nó là quá ít đúng không ạ? Mà mua được dòng xe này. Dòng này thì nó bây giờ thực sự là nó chỉ mất cái đời thôi, còn form dáng nó vẫn đẹp đúng không ạ? Và chất lượng của nó vẫn cao. Đấy. Bác là mà mình không quan tâm đến đời mà mình quan tâm đến chất thì các bác mua cho em chiếc xe này này. Tiền thì ít và vẫn mua được xe đẹp, vẫn mua được xe chất, dáng của nó vẫn cứ là ok đúng không ạ? Đây nhá. Đây. Các bác nhìn nữa cho em ở vị trí này, các bác nhìn này. Nó là lét lên lẹt luôn rồi. Đấy. Nó rất là sáng và tươi tắn luôn các bác nhìn xem. Đẹp từng những cái chỗ nhỏ, đẹp từng cái góc cạnh một của chiếc xe. Đấy. Cái này vân gỗ nhá. Lẹp kính bên ngoài, lẹp kính trong của xe nó không bị cong vênh và vẫn còn đẹp, nó như kiểu là đời cao luôn. Các bác nhìn xem. Kính của xe số 8 này các bác nhìn chưa? Đấy. 2008 mà xe này nó sẽ có số 8 ở đấy. Đây nữa nhá. Đây. Tuyệt vời chưa ạ? Mà kiếm được con xe đẹp này là không có nhiều đâu các bác nhá. Bác nào đang đúng chân, bác nào đang tìm dòng xe 7 chỗ số tự động để đi trong cái dịp đầu năm này, các bác mình mua chiếc xe này cho em. Chiếc này mà đi lễ chùa, đi đi đầu năm đấy ạ, mình đi du xuân đầu năm là quá ok đây này, hợp lý luôn các bác ạ. Phía sau có một hàng ghế nữa nhá. Ở chỗ này đấy ạ, thì các bác thấy là có cổng điện cho mình sạc điện thoại đây. Đấy, và chỗ này để đồ, đây để đồ nữa này. Ồ, vớ được con dao rồi. Vâng, vớ được con dao rồi các bác ạ. Chủ xe người ta chắc để quên, ok ạ. Nhá, đấy. Các bác nhìn rồi đấy ạ. Nó thiếu cái phần nhựa kia thì em sẽ cho thiết kế luôn. Vâng, cửa đóng thì chắc chắn rồi. Đấy, cửa đóng rất chắc chắn luôn rồi. Êm và ái, đúng không ạ? Nhựa bên ngoài các bác nhìn này. Răng bên ngoài này. Sơn xi bên ngoài này. Nó khác gì là một chiếc xe đời cao lắm tiền đâu, đúng không ạ? Đây, không khác thì một chiếc xe đời cao lắm tiền cả. Thân vỏ nhá, khung sườn nhá, gầm bệ nhá, nó cực cứng và dày dặn chắc chắn nha các bác. Nó cứng hơn cả những cái mẫu xe đời cao bây giờ. Những chiếc xe đời cao bây giờ người ta thiết kế em thấy là khung sườn tôn vỏ mỏng lắm. Con này của em tôn vỏ khung sườn nó rất là dày nhá, dày hơn đời cao luôn. Và đèn sau nữa các bác nhìn này, ôm đốc bên ngoài bên trong các bác nhìn xem, đèn vẫn rất mới nhá. Đấy. Bô là có một đôi nhá, gọi là bô kép. Gọi là bô kép đấy ạ. Có cam nùi đây này. Đấy. Gạt mưa này, đuôi gió này. Cần anten này, giá lốc cũng đầy đủ hết các bác nhìn này. Giá lốc này nếu mà mình có cái đồ gì mình để lên thì có ok đúng không ạ? Và đây Santa Fe nữa này. Đấy, Santa Fe này các bác này. Nhiều Santa Fe luôn. Bên em rất nhiều Santa Fe nhá. Cả máy xăng có cả máy dầu luôn. Đây, đây là phần phía sau cùng của chiếc xe. Thì có thấy là anh chủ trước anh cũng thiết kế thêm một cái tấm này để vào đây. Đúng không? Thứ nhất là vừa che nắng, thứ hai là vừa để cho nó đẹp. Với lại nó đỡ bẩn cái phần này. Và đây là hàng ghế cuối cùng được gập lại xuống như thế này nhá. Gập lại xuống như này, bác nào mà ngồi thì nâng nó lên. Đấy, khu vực này mình có thể ngồi được thêm mấy người nữa luôn đấy ạ. Đây là máng nước đây các bác nhìn này. Đấy, máng nước của nó đây. Đấy, máng nước đây các bác nhá. Xuống cốp này. Đèn đây. Ok chưa? Quá là mỹ mãn luôn cho một chiếc xe mà cái đèn của nó này các bác nhìn xem, quá mới đúng không ạ? Em review kỹ như vậy, các bác ở xa, các bác ở trên các kênh, các bác hãy xem được, các bác mình thích rồi mình nhấc máy gọi điện cho bên em để bên em chốt giá tốt nhất cho mình nhá. Sẽ còn bớt, sẽ còn thương lượng đối với những cái mẫu xe bên em bán cho các bác và đưa ra. Đấy, vâng. Các bác nhìn xem đây,
keo chỉ mép cánh cửa đây các bác nhìn này, nguyên vẹn, nguyên zin, nguyên bản. Các bác nhìn xem bu lông ốc vít, những cái phần này các bác nhìn này, chưa bị dây sơn ta vào nhá, vẫn là sơn tây luôn, lòng trong này vẫn là sơn tây luôn các bác nhá. Cho là bằng chất liệu da đây, bằng chất liệu da này. Đấy, cái da này thì mình có thể ấn vào cho nó khít một tí nhá. Đấy, rồi đây này, ấn vào, đây là xong. Đây là phần nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn xem sáng bóng căng đẹp, đẹp luôn, mới khửng luôn đúng không ạ? Chỗ này bẩn này lau đi thôi, hoặc là mình đánh đi, mình sơn lại cũng được. Các bác nhìn xem con vít này nó đen xì này. Nhiều con em thấy con này bị han hết rồi, con này của em là chưa bị han luôn đấy. Đây nhá. Đấy, cửa gió đây, bên kia cũng vậy, sẽ có cửa gió cho mình. Đấy, hai vùng điều hòa mà. Đấy, các bác nhá. Còn đây nữa này. Đây nữa này. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, ok chưa? Các bác nếu mà mình yêu nó rồi thì nhấc máy gọi điện sớm nhá. Chậm tay là không còn đâu, vì con xe nó đẹp như này cơ mà. Con xe đẹp như này là chắc chắn điều rằng là sẽ nhiều người quan tâm và thích nó đây. Các bác nhìn xem cái dòng của nó này, rất mới đúng không ạ? Cửa đóng êm ái chắc lịch. Kính đây, kính không xước nha các bác nhá, không hề xước. Có kêu long quang như này. Keo chỉ mép cánh cửa đây các bác nhìn xem. Đây, keo chỉ mép cánh cửa đây. Phần tắp ly cánh cửa đây. Bốn cánh của nó như nhau các bác nhá, như nhau hết. Chỗ này có chốt cửa nhá, đây chốt cửa đây. Đây, công tắc kính điện lên xuống đây. Đấy, ra đây, ra đây. Nhựa đây. Đây là đồ này. Loa âm thanh nghe tuyệt vời rồi các bác ạ. Con này thiết kế một bộ âm thanh hay lắm. Đấy, có cả màn hình giải trí cỡ lớn cho mình rồi. Đấy, nằm ở giữa kia kia bác nhỉ. Bu lông cánh cửa này chưa bị vặn và tháo nhá. Đấy, đây. Móc quá đẹp chưa? Gioăng cửa mới chưa? Đấy, gioăng phần khung này cũng rất đẹp luôn này. Nhựa này không bị ố này. Nhựa không bị ố này. Ghế đây. Sàn mộc da các bác nhá. Có lót thảm trải sàn ở trên rồi. Táp lô đem quay lại cho xem. Đây là cái cốp này, cốp to nhá. Cốp rất to luôn, có cả USB, có cả cắm thẻ SIM cho cái màn hình này các bác nhá. Nội thất rất thơm luôn các bác ạ, vì là chiếc xe thiết kế có một cái lọ thơm ở trên kia. Vâng, bây giờ bên ngoài nhá, lốp ở bên ngoài cho mình xem nhá. Đây. Các bác nó xem phần bên ngoài chưa? Anh ơi đưa ra cho em quay cái. Vâng. Đây. Form của nó này. Xa xa một chút nhé, các bác nhìn form của nó này. Form của nó đẹp kinh vãn luôn, đúng không ạ? Kinh vãn cuộc đời luôn các bác nhìn này. Hàng hiếm đấy ạ. Các bác nhìn đến đây các bác đã thấy thích, đã bị sướng chưa ạ? Đánh thay cho em xin những cái lần like và những lần chia sẻ nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều luôn. Và đây gầm vệ, gầm sàn của nó đây các bác nhìn này. Rất đẹp, rất là căng luôn này. Đây, sang đây. Thấy nữa. Tiếp quay máy nhá, quay máy ngay bây giờ thôi. Em quay máy ngay, từ một tí em sẽ quay máy ngay. Dạ. Các bác liên hệ cho em theo 3 số điện thoại hotline sau là số 093 8586 307, hoặc 0389 000 555, hoặc 0335 838389 nhé. Em hiện tại là đang có gần 200 chiếc xe, hơn 100 chiếc xe các loại đang ở trong kia. Rất nhiều xe luôn các bác ạ. Cả bên ngoài nữa này. Trên dưới 100 triệu cho tới trên dưới 1 tỷ đồng một con. Các bác mình quan tâm loại nào thì e-bot alo cho bên em nhá. Địa chỉ 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương. Đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Vâng, và đây là khoang máy động cơ của chiếc xe Santa Fe này. Đây ạ, các bác nhìn xem. Đây, máy rất đẹp nhá, máy zin nhá, máy zin và còn rất sáng đẹp này. Máy zin và còn rất là sáng đẹp đấy. Máy số chiếc xe này các bác yên tâm không chê được đâu. Không chê được các bác nhé. Không chê được về máy và số chiếc xe này nha các bác. Yên tâm một điều, bên em đã kiểm tra rồi, đã test sẵn trước khi nhập nó về rồi. Vâng, và bên em có những chương trình như là đổi xe, có đổi xe nhá các bác nhá. Vâng, và có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ mà các bác mình sau này không có nhu cầu sử dụng nữa. Vâng. Và bên em có giao xe, có chuyển ship toàn quốc luôn, có sang tên đổi biển cho toàn thể các bác mình. Đấy, có hỗ trợ các bác nhá. Hoặc là mà chưa đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang thì nhấn đăng ký, nhấn theo dõi để xem thêm và đồng hành bên em trong thời gian tới, trong những video tới các bác nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và ủng hộ ạ.